đi tới đường tỉnh lộ 10, xe Honda nó tông cô với chú bay ra ngoài đường lộ nằm. Cô bị chẹo cái cục sống ngay đây nè. Rồi nằm mấy ngày trời đâu đi đứng được. Xe Honda đụng hai vợ chồng lăn ra đường luôn. Ba chiếc xe lăn ra ngoài kia luôn. Dở ra mấy con giò đi nó bò chổng á. Trời. Con giò bò đây nè. Cô hết hồn chân cô dở ra. Đây con gọi vào cho cô thấy nha. Không biết làm sao mà giò ở đâu có cô cũng không biết luôn. Cô hoảng hồn cô la quá trời. Cái vết thương mà dở ra cái vậy nè. Cái có con giò nó bò lúc nhúc con giò. Một con giò bự mấy con giò con. Nói chung ra có bầu lần này là bầu này cũng hoài ý muốn luôn chứ không nghĩ là có bầu đâu. Cô nghĩ cô lớn tuổi rồi. Cô không nghĩ có bầu. Rồi tới khi mà sao mà lại cô thấy cô trễ đó. Cái cô nói nếu mà mình đem đi bỏ thì tội lắm. Không bỏ quyết tâm phải giữ lại. Nó rồi thấy vậy thôi để đẻ đại luôn. Thu Uyên xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hiện tại Thu Uyên đang có mặt tại một cái dãy trọ ở đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Bình. Mình thì lại hôm nay lại quay lại nơi này. Lần trước mình đã đến và chia sẻ trường hợp của chú Vạn. Chú bị chú là đi bán vé số, cả nhà hai vợ chồng chấp nối với nhau rồi đi bán vé số. Sau đó thì chú không may trong cái lúc mà đi bán á, là bị xe người ta họ đâm tới và chú bị hư cái phần chân. Là nguyên cái clip trước cả nhà có thấy là chú có mấy cái nẹp ở chỗ chân này không ạ? Là bị nẹp lại, sau đó là không có tiền đi điều trị bởi vì bán vé số thì kinh tế nó cũng không có dư dả. Sau này thì chân chú nó không may nó bị hoại tử và phải phẫu thuật. Rồi sau đó nữa là cái lần mà Thu Uyên đến thăm là gia đình không còn đủ điều kiện kinh tế nữa. Và băng băng gạc của chú thì mấy ngày rồi không có thay. Nên là hôm đó Thu Uyên cũng đến và có giúp cho chú một cái khoản. Hôm nay thì sau khi chia sẻ clip đó thì mình quay lại để mình thăm lại chú. Và cũng đồng thời là thay mặt các mạnh thường quân á, gửi cho chú một cái khoản tiền nữa. Thì chập nữa thì Thu Uyên vào thì Thu Uyên sẽ tiết lộ cho gia đình và các cô chú anh chị cũng hay luôn ha. Trường hợp này khá đặc biệt bởi vì là hai cô chú chấp nối là chênh lệch nhau cũng khá là nhiều tuổi và cũng có con nữa. Bây giờ là bị bệnh rồi, rất khó khăn rất là nhiều. Đây là cái căn phòng trọ của hai cô chú đây cả nhà này. Mới nãy mình có nghe ngõ xung quanh mọi người nói là hoàn cảnh này rất là khó khăn và cũng mong Thu Uyên có thể giúp đỡ cho chú được nhiều hơn. Đây, cái xe lăn không biết hôm nay có đi bán không đây. Để mình luồn vào trong đi. À, ui da. Nhón nhón ngay vô thôi cả nhà, đường hẹp. Chú bạn ơi. Có ở nhà không ạ? Dạ. Đang ngủ à chú? Ừ. Chào cả nhà mình nha. Ủa, hôm nay có... Em ơi. Ha. Cô Phượng á? Dạ. Cô Phượng đang tắm hay sao á? Không, cô giặt đồ cô ơi. À, đưa thì thôi. Rồi, cái gì? Thôi con ngồi ngoài đây chút nha, cô Phượng giặt xong ra đây ngồi chơi với con tí nè. Rồi sao gặp cô chú sao? Gặp cô chú sao? Cô chú sao? Hả? Con nói sao nào? Gặp chú chú. Sao? Con chào cô chú, con chào các cô chú khán giả nữa nè. Con quay vào đây nè, xong con nhìn con chào cô chú coi nào. Con chào cô chú. Trời, sao nói bé thế? Nói lớn lên con. Con chào cô chú. Con tên gì? Con tên Minh Hiền. Con tên Minh Hiền hả? Minh Hiền mấy tuổi rồi? Hả? Mấy tuổi? Con chưa được 3 tuổi. Con chưa được 3 tuổi. Này ở nhà ngó hiền quá ta. Minh Hiền mà đúng là hiền luôn nha. Bởi vì... ngày đòi đi chùa. Sao lại đòi đi chùa? Thế toàn mấy anh này là 2 tuổi này là hay chơi lắm. Mà nay này đi chùa hả? Minh Hiền lại ngồi gần chị Uyên nè. Lại chị Uyên cho lên YouTube lên cô chú khán giả thấy mặt nha. Minh Hiền ngồi góc này với chị Uyên đi Minh Hiền. Để ngồi với cô đi con, ngồi với cô. Hiền chạy con lại đây. Con gặp cô chú con nói sao đó, con nói hồi nãy cho ba mẹ nghe đó. Rồi, Minh Hiền ngồi góc này nha, từ từ để chị Uyên bế qua đây ngồi này. Đây đây đây, qua đây ngồi để cẩn thận là đụng chân ba này. À, chú bạn con xin phép là con gắn cái mic cho chú nha. Ủa cái áo này là cái áo hôm bữa hay là cái áo mới này hả? Hôm bữa. Áo hôm bữa hả? Con nghĩ chắc là bộ này là chú mua lâu rồi đúng không? Không. Ừ. Bộ này chú mang bao lâu rồi? Cũng mấy năm. Ừ, bởi vì Thu Uyên có để ý là hình như cái áo này là mình đã từng thấy rồi và trong vẻ bề ngoài thì nó cũng hơi cũ nữa. Mấy nay chú thấy trong người sao rồi? Sức khỏe sao chú?
sức khỏe thì nó cũng định rồi, có cái chân nó nhức. Nó nhức rồi. Con coi lại cái vết thương của chú được không? Chờ chờ lạnh nó nhức. À. Chuẩn bị rửa vết thương cho ổng. Mình sẽ đi sát qua đây một xíu nha cả nhà. Đồ xong rồi rửa vết thương cho ổng. Đây. Hình như là chú cũng thay băng lại rồi phải không? Cái quần đây cả nhà này, cái vết thương đây thì là mặc quần đi rất là khó khăn, bởi vì là nó có như này đâu có mặc quần được bình thường đâu. Mấy cái quần của chú là mình phải cắt hết như cắt, vậy à? Cắt mình... Dạ. Dạ, rồi rồi chú con thấy rồi ha. Nhưng mà con hỏi này, cái trong cái chân này nó có hoại tử gì không chú? Hay là bây giờ nó lành rồi? Lúc trước thì bị hoại tử rồi mới mổ lấy phần thịt ở trong đó ra. Lấy mổ thì lấy nghĩ nè. Bây giờ là này. Nó làm mổ trong rồi đó. Mổ từ cái này là dài xuống tới này. Trời. Nhưng mà bây giờ bên trong thì sao mà mình cũng chưa biết được nữa. Nó như thế nào nữa. Nó nhức á, là nhức hành đâu hay là nhức kiểu mà nó... Nhức là kiểu nhức xương... Xương nhức ra. Sắc. À. Từ ngày chú lắp cái thanh sắt này về tới nay là nó nhức như vậy luôn. Trước đó nó cũng vẫn nhức nữa. À. Một năm nay là đều bị hả chú? Bị. Thôi chú ngồi dựa xuống đi ha. Chắc là phải lót mấy cái này cho nó đỡ kê chứ không? Dạ. Chắc hồi nó đụng xuống cái này nó trắng. Bây giờ là trong nó có ra mũ lại nữa nè. Ra mũ luôn hả cô? Cô ngồi gần lại đây nè. Nó chạy ra lòn. Nó, trong mấy cái sắt á, cô rửa nó ra mũ. Nó trong chổng nó chảy ra. Rồi, cho con hỏi một chút nha. Với cái chân này á, bình thường chú ngủ nghỉ như thế nào? Chú nằm chú ngủ ra sao? Nằm thì cũng nằm kê vậy đó, mà nhiều khi nó quên giật mình là nó cũng cọ xuống là gạch đau nhất cái động giật mình là chìm lại. Nằm cũng ngủ cũng khó lắm. Ví dụ như là vệ sinh cá nhân á, là chú tự làm hay là cô làm hết cho chú? Cô làm tắm rửa rồi lau mình. Có tắm được không? À có tắm nhưng mình tắm một phần ấy, nhưng mình chưa một phần này lại. Dạ. Không tắm hết được. Bởi vì chú đó, cả nhà, bị ngay cái phần đùi mà nó ở phía dưới nữa cơ. Cả nhà thấy không? Nếu mà nó để cái vết thương này nó mổ ngắt ngang như thế này á, thì nó đi lại nó dễ. Nhưng mà bây giờ nó chốc xuống dưới đây thì tức là khi mà Thu Quyên để ý chú di chuyển á, là chú cứ rất là dễ bị cọ xuống cái sàn này cả nhà này. Mà cái đây đâu phải là cái đệm gì đâu. Cái này là cái miếng xốp thôi. Chú để dưới này à. Rồi bữa giờ là chú có mời y tá về khám hay là tôi có tới bệnh viện gì không? Không, mình mua thuốc về. Mua thuốc thôi hả? Ở đây mình mời y tế mình mời đâu được đâu. Từ cả trước vấn đề đó. Dạ. Chuyện mời y tế là chăm sóc cả vấn đề lắm. Mà vô bệnh viện thì đâu có khả năng mà mình vô. Vô là phải mình vô khám sơ sài rồi mình đi về được. Thì chú biết chú nếu mà vô bệnh viện là chú khám là chú phải nhập viện để mà điều trị đó. Chứ đâu phải mà sơ sài được. Cái lần trước đây chú đi khám thì bác sĩ chẩn đoán như thế nào và có dặn dò gì cho chú? Thì bác sĩ chẩn đoán là gãy cổ xương đùi, gọi là mấy lên trên này là bị ngoại tử, thịt nó bị ngoại tử rồi mới mổ lóc thịt ở trong gan, móc thịt ở trong gan. Rồi mới may lại rồi trong một tháng là chú mổ 4 lần đó. Cái đùi này là xẻ 4 lần đó. Dạ. Trong một tháng trời đó, nằm ở bệnh viện chứng minh chính hình đó. Dạ. Đầu lần cuối cùng là mới lắp cái sắt này vô nè, là bác sĩ Sơn phụ trách là để mổ cái chân của chú. Là gắn 5 cái sắt này là chỉ tạm thời cho cái xương của mình là nó với cái cô đùi này là không có trên lệch, đừng cho nó cọ nhau để mà nó bị chai đó. Yeah. Nếu mà chai thì sau này nó không có lành được. Yeah. Nó chỉ chịu vậy thôi. Rồi có điều kiện là sẽ lấy 5 cái sắt này ra là slip cái nóc vô bên trong. Tức là vấn đề bây giờ là chỉ cần có điều kiện đi mổ rút 5 cây sắt này ra thì ra chú sẽ đi được. Đi được. Chỉ 5 cây sắt này là chỉ tạm thời là cho cái xương mình nó cho nó chịu đó thôi, cho nó đừng có lúc lắc nó cọ với lại cái cổ xương đùi bên trong. Hôm mà con nghe nói là bác sĩ dặn cho chú là sau mấy tháng là sẽ quay lại mà. 3 tuần. 3 tuần quay lại. 3 tuần tới khám về 2 tuần, 2 tháng nếu mà đặc biệt có điều kiện là 2 tháng. Mổ từ ngày xuất viện 2 tháng là mình mổ. Cho đến bây giờ là chú trễ bao nhiêu tháng rồi? 4 tháng. 4 tháng. 4 tháng. Chưa khám.
4 tháng. Dạ. Yeah. Hôm trước chú nói là bảo hiểm của chú bây giờ phải mua lại á, thì chú đã mua được chưa? Đã. Đó, đó đã đáo hạn lại được rồi. Có đáo hạn lại được rồi. Nhưng mà chưa có thời gian xài được. Tới thứ dự đoán thì tới thứ hai đó, nhưng mà mình chưa có biết chính xác được, tại vì bên người người mà mua bảo hiểm cho mình đó, đang như là người ta chỉ đoán thôi, nhưng mà bên công ty bảo hiểm là mình chưa biết là chính xác như ngày nào. À. Nhưng mà thời gian sớm nhất là khoảng không tới 2 tuần nữa, 1 tuần ngoài là ở đây mới có cái bảo hiểm. 1 tuần ngoài nữa. Ừ. Lần trước chú nói là phẫu thuật rồi ha, 4 lần đó thì cái chi phí tổng lại là chú mua hết bao nhiêu, có bảo hiểm trong đó không? Có bảo hiểm vẫn xài, nhưng mà đông lấy nhắc chú thì không nhớ có vợ mình. Dạ, nhớ chú thì nắm mình phần đó thì biết. Dạ thưa cha con và cô ha, lần trước là chú mổ ở đây là chi phí hết bao nhiêu vậy cô? À, cô tổng kết thì cô không nhớ, nhưng mà cái giờ khoảng cô khoảng 50 mấy triệu là 4 lần, 3 lần hay 4 lần vậy đó, là trừ bảo hiểm luôn rồi đó, là đóng 50 mấy triệu. Tại vì cái vết thương của anh là đợt vừa rồi này là hoài luôn bảo hiểm nhiều, sắt này cũng không có tính bảo hiểm, rồi máy hút dịch đặt 4 ngày, rồi máy hút dịch đặt nữa cũng không có tính trong bảo hiểm, ngoài luôn bảo hiểm hết, là đóng tổng kết 50 mấy triệu. Rồi cô có biết là ví dụ nghe, bây giờ vấn đề là bảo hiểm đúng không? Có xong rồi thì bác sĩ có dặn dò là ví dụ lần mổ tiếp theo đây gia đình phải chuẩn bị bao nhiêu tiền không? Và mổ xong là sẽ như thế nào, là mổ cái gì nữa? Không, bác sĩ không có nói là dự đoán là bao nhiêu tiền hết. Nhưng bác sĩ nói là trong 3 tuần là lên tái khám, rồi 2 tháng là mổ lấy cái sắt này ra rồi gắn cái nóc lại. Nhưng mà cái bác sĩ mà đứng đặt cái máy hút dịch cho anh Dạng á, thì người ta nói bệnh này là bệnh của nhà giàu. Ảnh chưa chắc là mổ đã 1 lần mà hết, mà 2 lần đã hết. Ảnh đi bị lại, tại vì bị hoại tử rồi. Là cái giò này đợt rồi á, là bác sĩ người ta nói gắng cố gắng người ta giữ lại được. Nhưng mà bây giờ không biết trễ hạn mình khám như vậy, không biết có giữ được hay không thì cô cũng chưa biết nữa. Nhưng cô thấy bây giờ là vết thương đang ra mủ lại. Nói bởi cô đang gầu á, cô trông chờ cho biết có cái bảo hiểm đặng cô đưa đi khám. Vô chậm chắc là bác sĩ Sơn thế nào cũng phải cự thôi, tại vì mình không có điều kiện nữa, rồi trễ hẹn với bác sĩ nữa. Nó cũng có điện bác sĩ mấy lần rồi, cũng năn nỉ bác sĩ cũng thông cảm đi. Giờ hoàn cảnh em khó quá, mà em đang ở An Giang Châu Đốc nữa, thành ra bây giờ cô ở dưới cũng hết nổi rồi, cô mới phòng chống lên đây. Nó cô bây giờ cô thật sự giờ cô cũng mong muốn làm sao cho có cái bảo hiểm đặng đi khám coi giờ chú còn sao, chứ bây giờ mỗi lần rửa mà cứ mấy cái đầu mũ nó dính trong mấy cái nóc, nó cứ nẹo cứng ngắc. Bây giờ tính giặt đồ xong là thay vết thương, rửa vết thương chẳng qua đi mua thuốc, mua ngày hôm kia rồi ngày hôm qua đi mua cái nữa là một bọc nó để cho anh uống. Mua vậy hết bao nhiêu rồi cô? Qua mua không cũng mua ngày qua không là mấy trăm, còn ngày hôm kia cũng không biết mấy trăm ngàn nữa đó. Mua thuốc hộp đó để dành cho anh uống đó, lỡ khi mình không có tiền có thuốc cho anh uống. Nó chú đưa đây, chú đưa. Dạ. Một ngày chú rửa vết thương mấy lần vậy? Một ngày rửa 1 lần. Bây giờ hiện tại chú có đâu có uống thuốc giảm đau gì không? Có. Mình có thể giảm thuốc giảm đau bớt cho nó đỡ hư và đỡ hại cơ thể không chú? Mà nhất, nhưng mà không muốn thuốc kháng sinh nhiều quá, nhất thì không nổi. Giờ uống nhiều nó cũng hại cơ thể, mà không uống thì nó lại đau. Dạ. Tức là đến thời điểm hiện tại là gia đình vẫn chưa biết là cái chi phí mình đi quay lại bệnh viện là bao nhiêu, rồi mổ là bao nhiêu hết. Dạ. Chắc ước chừng thôi nghĩ là cũng phải khoảng được cái từng cái chi phí mổ lần trước đấy cả nhà. Bây giờ gia đình thì còn phải chờ cái bảo hiểm, có bảo hiểm xong thì sẽ quay lại bệnh viện đi khám, xong rồi bác sĩ mới cho biết được. Cái này con nói vậy đúng không chú? Dạ.
Thu Huyền qua đúng cái giờ mà cô chuẩn bị rửa vết thương cho chú ở cả nhà. Thì ban nãy thì cô định là tí nữa Thu Huyền về là cô sẽ lau, nhưng mà Thu Huyền nói là thôi cô cứ lau đi, con ngồi đây con trò chuyện thôi. Cô hỏi chút nha, ví dụ như là có cái bây giờ đang có những cái mạnh thường quân người ta đang muốn giúp đỡ cho chú để phụ thêm chú cái tiền mổ nè, thì hôm nào chú đi hỏi lại cho rõ ràng đi, mổ là chi phí bao nhiêu, rồi bao lâu sẽ lành lại, mình hỏi lại mình báo cho con biết nha chú. Còn nếu mà sau này mà lành lại vết thương rồi nè, rồi dự định cho tương lai á, thì chú có dự định sẽ làm gì không? Chú sẽ cố gắng làm để mà bù đắp lại thì vợ và con cho nó đi ăn học. Cho con mình ăn học hả? Con nó còn quá nhỏ. Hình như trước đây là chú đã có gia đình rồi phải không? Chú có gia đình rồi. Chú có con chưa? Chưa có con. Đây là con đầu của chú luôn. Mình có thể chia sẻ lại một chút cho con biết là làm sao mà trước đây cô chú quen biết nhau không? Cô bật đèn đúng không ạ? Đây con cầm cho cô nha. Đây, đây nha, cả nhà tôi sẽ hỗ trợ cho cô một xí. Mắt cô kém đúng không cô? Kém nặng lắm. Cô bị cô, không biết bị cái gì mà không thấy đường rõ. Với lại cô bị cao huyết áp á, làm hơi là mệt muốn ngã ngang. Đây con soi như vậy cô có thấy không? Thấy, cô thấy, nhưng mà một lát tháo ra rồi mình phải nhìn kỹ. Đây. Trước mắt mình sẽ giữ cho cô tập trung nha cả nhà. Lúc nãy sở dĩ Thu Huyền hỏi là vì khi mà cô nhìn nữa cô cả nhà, mắt cô cứ nháy liên tục, với lại phải nó không có được giống bình thường cho lắm, nên là Thu Huyền mới nghi ngờ là cô bị bệnh về mắt này. Rồi mỗi khi mà cô chở chú đẩy chú đi bán vé số này là mình thấy đường rồi đó không cô? Cũng mờ lắm con, mờ mà cô nhiều khi đi ra nắng đẩy lạng ra ngoài đường hoài. Nói là gần đây sau khi mà chú bị tai nạn này, hư chân đây nữa, là chú còn bị ngã thêm một lần nữa hả cô? Cô với chú đẩy đi xuống với chú Tám để đi xin tiền để lo ca mổ cho chú. Mà đi về rồi thì đi tới đường tỉnh lộ 10, xem đa nó tông cô với chú bay ra ngoài đường lộ nằm. Cô bị chẹo cái cục sống ngay đây nè, rồi nằm mấy ngày trời đâu đi đứng được. Xong đa đụng hai vợ chồng lăn ra đường luôn, ba chiếc xe lăn ra ngoài kia luôn. Trời. Cách đây lâu chưa cô? Nay hơn nửa tháng rồi. Họ có đền bù cho cô hay gì không? Thì con cháu nó cũng còn nhỏ, nó cho nhiều thì lấy nhiều, chứ không có làm khó làm khăn gì á. Thì lỡ rồi thì con cháu cho được 1 triệu. Con cháu là con cháu ai á cô? Con cái thằng bé đụng á. Ý là cô thấy cái người ta họ đụng cô, người ta còn nhỏ nên cô không có làm khó đúng không? Hồi nào giờ vậy không có làm khó khăn ai hết á con. Người ta lỡ đụng chứ người ta cũng đâu muốn đụng mình đâu. Mà tại nó cũng còn nhỏ, bé nhỏ chạy cũng háo hắn. Nó cũng cùng đường với cô mà sau lưng nó ủi tới luôn, cô không thấy đường né luôn, không biết đường, nằm đóng ở ngoài đường. Mà lúc đó thì sợ muốn nữa con. Trời. Lúc đó thì cô sợ ông này ông bị cái giò đây rồi chết luôn. Lúc đó nằm mà còn khóc nữa, lo đỡ chồng cô vậy đi, lo đỡ chồng mà cô còn nằm ở giữa đường. Người ta nói bữa có xe tải là cô dính, hên bữa đó không có xe tải, nó mũ nó kẹo gì. Đây cả nhà, chống vào cái chân này. Bình thường cô rửa cho chú lâu không ạ? Cô rửa cũng lâu lắm, cô cũng 15-20 phút vậy. Cô ngồi cô không thấy đường, cô mò từ từ vậy đó. Có khi cô không thấy đường, cô thọt vô vết thương ông la làng. Chú là chú ở trên, chú sụt sùi luôn rồi đó cô. Có khi nào mà rửa đau quá chú khóc luôn không? Có. Tại vì tháo mấy này nè, mũ nó dính đó, nó kẹo. Mà cô không băng thì không được. Kỳ đó có vợ ở dưới quê ổng dở ra mấy con giò đi, nó bò chậm á. Trời. Con giò bò đây nè. Cô hết hồn chân cô dở ra. Đây con gọi vào cho cô thấy nha. Không biết làm sao mà giò ở đâu có cô cũng không biết luôn. Cô quảng hồn cô la quá trời. Cái vết thương mà dở ra cái vậy nè. Cái có con giò nó bò lúc nhúc con giò. Một con giò bự mấy con giò con.
cô la làng lên, nhưng mà mấy ngày sau nữa thì cô cũng vẫn rửa theo dõi, không có. Sao có ngày đó tháo ra rồi cô la. Cái lúc đó là cách đây bao lâu rồi ạ? Cũng mấy tháng rồi, 2-3 tháng nay rồi, có 3 tháng rồi. Là cô dở ra một cái là cô thấy mấy con dội đậu ngay mấy cái sắt nè. Cô la quá trời cô la rồi mà không. Đi con soi lại kỹ kỹ con coi thì có cái gì không trời. Không biết thì sao mà ở đâu mà có dội. Mà mấy ngày sau cô theo dõi nữa thì không có. Có con bữa đó vậy đó, tháo ra bu mấy cái sắt vậy. Cô bảo này, mình nên đưa cho bác sĩ, có tiền rồi cô. Mình nên đưa cho bác sĩ, người ta họ vệ sinh, người ta kiểm tra lại sớm nha cô. Người ta mới vô đâu, con hơi dễ gì. Ở nhà cô rửa một rửa lần là cả 100 ngàn, 100 mấy ngàn chứ đâu có ít. Ở nhà cô tự làm cho chú, cho chú đi. Chứ bây giờ mình đi tiệm làm thì tốn tiền, đi ra ngoài chỗ y tế làm đó thì tốn tiền dữ lắm. Lần đi vậy cả 100 ngoài. Anh lại sát đây anh này, anh lại sát đây một chút đi, vì cô giữ cái thượng này. Ở đây cả nhà thấy không ạ? À? Năm cái thanh sắt nó chống xuyên vào chân đây. Mỗi lần cô lau, gọi là cô lau bằng cồn, bằng nước muối sinh lý thôi ạ? À? Nước muối, rồi một lát cô xịt cồn lên, rồi mới rửa cái chai nước nâu. Cái này là bác sĩ chỉ cho cô hay cô tự theo dõi rồi cô làm? Cô thấy ở trong bệnh viện người ta rửa vậy đó. Cái thì mình về mình bắt chước mình làm theo. Nó mũ nó dính mấy đầu sắt vậy nè, nó dính kẹo nhẽo vậy. Bữa nay là mũ nó hôi rồi đó. Như chú rất là đau hay sao? Nãy giờ con nghe thở hít hơi lên không à? Đau mấy cái này nè, nó đụng vô xương. Chú thấy trong người chú sao chú? Đau, đau. Chú thấy sao à? Chú chia sẻ cho con biết là hiện tại chú thấy như thế nào? Nếu mà mỗi lần mà vợ chú cháu nó lau như thế này này. Đau thốn trong cái xương, như là phần thịt xé thịt. Mỗi lần lau như vậy chú có sợ không? Đau thì sợ, nó cũng quen luôn rồi. Cái này cũng như công việc hàng ngày luôn. Nhưng sợ cũng đâu được, phải rửa cho nó sạch sẽ chứ. Nhưng mà sợ mà hơi rửa vì dính mũ. Ban đầu khi cô bắt đầu lau cho chú này, cô có sợ vết thương hay là cô có làm này cho ai từng? Cô không có sợ. Tại vì cô cũng từng đi giữ bệnh từ thiện cho người ta. Mấy đứa trẻ hay là mấy người lớn mà cũng như thấy đi cầu đi tiểu hay gì mà thấy gia đình hay la, cô thấy tội nghiệp lắm, cô nhảy vô cô làm hết trơn à. Ỉa đá gì cô làm cô không có ngại, không có sợ gớm. Quen rồi con. Y như cái vết thương này nó lâu quá rồi, nó không chảy máu quá nữa cô ha. Máu mấy bữa trước cô lau nó ra máu mấy cái đầu sắt này nè. Tại vì cô đẩy đi thường á. Rồi cái chú ngồi lên cái chiếc xe lăn, cái mấy cái sắt này nó cọ trong cái miếng mũ. Về rửa nó ra máu. Nhiều khi đi mấy cái đoạn đường nào mà dằn quá cái cô đẩy không nổi, nó làm cái bập xuống cái cô không thấy, phải chạy ra trước kéo. Có, cô đi ngày hôm qua. Có bữa nay nghỉ, tại nay cô lên máu cao quá. Cô nghỉ. Bình thường là cô đi bán như thế nào? Cô dẫn chú lên xe ra sao? Chú lết đầy ra đó là xe cho cô đút đít vô. Rồi cái chú nhóm lên, chú ngồi là cô kéo đi. Chứ chú đâu đi được. Cô có đỡ chú nổi lên xe không? Có, cô nhảy vô rồi chú kẹp cái cổ nè. Chú bước đó. Rồi về thì cô đẩy xe đó xong cô mở cửa sẵn là chú vô, bắt đầu cô đứng đây là chú chịu cái vai ngồi xuống. Nó vậy đó. Mình đi bán vé số đó, đúng không con? Đi bán vé số chứ không có không chú mù đó đi dọn đi rồi thì cô đẩy chú đi xin. Mình có được một người giúp đỡ không? Có mấy chị ở ngoài chợ này kia cho 10 ngàn, 5 ngàn, có khi được 100, có khi được 70-80, có khi được 30-40, 40-50 rồi đi về mua thuốc cho anh uống. Bình thường đó, một ngày như vậy được cô thu nhập thì bao nhiêu? Được 70-80, có khi được 100 mấy, rồi có khi đi bán với số còn đêm á, có khi
mấy cô á, người ta thấy tội nghiệp, người ta cho kia được mấy chục nữa, làm như bữa được trăm mấy cũng có. Có bữa được có 70-80 ngàn, có bữa được 50-60 ngàn. Vậy đó. Cái tiền đó thì cô chi trả vào cái gì là nhiều? Thì mua thuốc cho chú, với lại bữa nào có tiền á thì mua miếng thịt kho cho anh ăn, còn có cho ăn hột gà vịt. Lúc nãy thì con cũng đang hỏi dở nè, thì không, cô với chú là sau này là chấp nối với nhau á, làm sao mình quen biết nhau và ở chung vậy cô? Thì cô đi bán nè, chú đi làm, vì ông này ông cũng lợi ông chọc. Ông lợi ông mua sơ ghi á, ông chọc. Ông chọc sao à? Ông chọc ngày nào ông cũng lợi mua sơ ghi hết á. Ông mua sơ ghi, hỏi ông bộ ăn sơ ghi hoài, ông không ngán, ông nói không, ông không có ngán. Ông nói vậy, rồi cái đầu cái từ từ ông chọc mà đó đâu có chịu ông đâu. Không chịu. Nhưng mà chú chồng sao mà cô mới đồng ý được quen chứ, sao là quen mà. Thì duyên nợ cô cũng không biết sao nói giờ, chứ lúc đầu là cô cũng không chịu. Tại vì đi lấy chồng về đó xa quá cô không chịu. Rồi cái ổng cứ chọc hoài. Cô nói trong bụng nha, cô nói ông này ông cũng chịu lì lắm. Ông cứ đứng ông tám hoài. Rồi đó cô nghĩ cũng quen, nghĩ quen chơi thôi. Chứ đâu có ngờ mà thành. Cô cũng không... Bao lâu thì cô mới đồng ý? Cũng gần cả năm trời. Năm trời mua sơ ri đó hả? Nhà nào cũng lại mua không nhiều. Mua đặng cho cô tốn cái bọc hay gì á. Mua 10 ngàn, 5 ngàn. Là cô chú mua sơ ri một năm trời. Ngày nào cũng lại mua 5 ngàn. Hỏi mua cho khỉ ăn, mua gì. Ông nói mua về cho ông ăn. Nhưng mà khi mà chú chọc tán như vậy là cô biết ý của chú rồi đúng không? Biết. Cô biết. Nhưng mà đàn ông mà ta không thả mồi thôi. Thả mồi là mình biết. Nhưng mà thôi, hay rồi bắt đầu cô mới từ từ hỏi gia đình, hoàn cảnh ông. Ông nói vợ bỏ thôi. Rồi thấy vậy thôi, cô cũng mấy rồi thôi. Mấy hai vợ chồng thấy vậy thôi, ai cũng lớn tuổi hết rồi thôi. Mới sáp lại. Ở thì đâu cô được, chưa được năm đâu là cô có thằng bé này. Nhưng mà ban đầu á, cô có định có kế hoạch hay gì không? Không, cô hồi đó giờ không có kế hoạch mà. Không có con luôn mà sao tự nhiên ở với chú lại có con chứ. Ông chồng trước cô buông thả cả mười mấy năm cũng không có con nữa. Từ từ cho con hỏi lại này, hôm bữa cô có nói là mình có con mà, có con riêng có, mà. Thì ý là cô nói là mấy đứa con á, rồi sau này cũng như vẫn ở với chồng cô mà cô không có ngựa, cũng không có nữa. Mà sao về lại ở với anh này lại dính. Như cô mười mấy năm cô không ngừa vậy đó. Rồi cũng không có. Nhưng mà cô ở ông trước thì cũng có ba đứa rồi. Ba đứa và cô không có ngừa. Con hỏi một chút em, hôm trước thì tụi con có chia sẻ, có khán giả người ta cũng có cái ý kiến như thế này là bây giờ cô chú cũng ở cái tuổi lớn rồi, cái kinh tế rồi đi bán như thế này nó không có được dư giả. Khi mà quyết định có con á, là mình có ngoài dự tính hay là có đắn đo hay gì khi mà quyết định có con này không? Trước cô với chú cũng đi làm, cũng thấy hai vợ chồng cũng cũng đỡ. Rồi nói chung ra có bầu lần này là bầu này cũng hoài ý muốn luôn, chứ không nghĩ là có bầu đâu. Cô nghĩ cô lớn tuổi rồi, cô không nghĩ có bầu. Rồi tới khi mà sao mà lại cô thấy cô trễ đó, cái cô nói nếu mà mình đem đi bỏ thì tội lắm, không bỏ quyết tâm phải giữ lại nó. Rồi thấy vậy thôi, để đẻ đại luôn. Nhưng mà ngày cô đi đẻ là cô cũng khổ lắm mà. Đi đẻ mà có nhiều đi đẻ nhiều đó, nhưng mà trời cũng thương. Đẻ nó mau lắm, vô là đau bụng bị huyết áp cao là vô mổ liền luôn. Đây là đứa con đầu của chú đúng không? Con đầu của chú. Chắc là chú quý con rồi đúng không? Ông cũng cưng lắm mà đôi lúc ông nó lại nó trúng cái vết thương của ông. Ông đồ quýnh. Như đau quá nhiều khi giỡn như nè, cái chạy bởi vì nó ít có ở đây lắm, ở bên má sáu nó thì nhiều. Ở bên nhỏ em thứ sáu á. Nó ở bên đây nhiều khi nó chạy cái nó trúng vô vết thương ba rồi cái đau. Cái này có xịt cồn à? Có xịt cho chú à. À, thật là Thu Nguyên cũng không biết cái cách mà mình phải chăm sóc những cái vết thương như thế này đấy cả nhà. Nếu mà cả nhà mình ai biết cách chăm sóc vết thương, đặc biệt là những cái vết thương tương tự của chú á, mình có thể là góp ý cho Thu Nguyên cũng như là cô Phượng. Bởi vì là mình thấy cô làm như thế này cả nhà, chú rát dữ lắm luôn. Đây này cả rát. Nhà. Tại cái này nói chung ra là
cái chị bán thuốc tây chị cũng thương lắm đó, chị mới cho đó. Cái chai này là chị cho chứ kêu xịt đặng đừng có cho ho vết thương, diệt khuẩn nó rác dữ lắm, nhưng mà cho anh đau nhưng mà nó chết vì trùng. Cho chết vì trùng, nhưng mà thật ra là con thấy chú chịu không nổi, nó chịu rác, không nổi rác lắm, tại vì nó hở nè, con thấy không, nó hở mấy cái lỗ sắt nè, nó mấy cái sắt giờ là mũ nè. Có phải là từ cái đợt mà chân chú có dòi nên cô phải thêm cái bước này cho nó sạch đúng không? Đúng rồi con, nè mũ bây giờ đó, nó mũ nó đã trong mấy cái sắt nè, con thấy nó xì ra không? Nó nè trong mấy cái sắt nè. Con thấy rồi, con thấy rồi. Nó mũ ở trong đó bây giờ là nó xì ra vậy. Cô đó. Cô làm về cô rửa đi, rửa xong rồi con nói cái chuyện này một chút rồi rồi nghỉ ngơi nha. Hôm nay là đi đến đây là cũng có cái tin vui cho cô đấy. Nhưng mà cô cố gắng cô đi hỏi bệnh viện nha, hỏi cái chi phí phẫu thuật rồi mấy cái kia cho con nha. Cô hỏi thì chắc bác sĩ người ta cũng không biết, bây giờ mình đưa vô nhập viện là bắt đầu trước mắt là vô nhập viện, cái người ta kêu mình tạm ứng bao nhiêu là mình tạm ứng, rồi cái bắt đầu cái vô mổ, giống như anh này bữa hổm mổ dự đoán đâu có bao nhiêu đâu, mổ vô chổng nó chi phí tùm lum hết, nó bắt đầu cái lát cái kêu ứng tiền, lát kêu ứng tiền, cái lần đóng tiền cây sắt này nè, là cô chạy sắt bác sang bang luôn, chạy đi vay mượn hả cô? Đi cầu cứu người này cầu cứu người kia. Nhưng mà đỡ có cái anh hút dịch á, anh cũng có quen với mấy đứa cháu bên kia, nó nào ngay cũng qua cũng hỗ trợ cho cô trong vòng 4 ngày là vô tại bệnh viện luôn. Là cho cô số tiền vậy đó, nhưng mà 50 mấy triệu thì cho cô được 40 triệu hơn 41 triệu gì đó. Là lúc đó người ta giúp cho là 40 mấy triệu đó. Đây đây con xoay cho cô nè, là 3-4 lần đưa 3 lần. Một lần có đăng cô lên Facebook á. Cô cũng không biết mấy đứa cháu nó coi á, nó nói một lần á là được 34.500.000, với một lần được 1.800.000, với một lần được 200 đô ở đâu cho đó, là nhờ anh hút dịch này nè, anh đặt máy anh kêu gọi giùm kiểu bác sĩ bác thương nên bác hỗ trợ ha. Là bác sĩ mới đi xuống với cái gì trong bệnh viện đó, có cái nhà gì công mà, tác xã hội đi xuống xin không được rồi khóc. Lúc đó mới vô chổng đi bán vé số, đi lấy số bán 50 tờ về lời được 50.000 chia người ta lại cái lấy tiền mua đồ cho ảnh ăn. Cô đi xin cơm từ thiện ăn của chổng gần tháng trời, cô ngã bệnh luôn. Có hai vợ chồng vậy đi nuôi cũng cô đẩy tới đẩy lui, đẩy tới lui cũng không mình ơn cô. Chú Vạn mà sau khi cô Phượng lau rửa vết thương cả nhà, lúc nãy là mình có ngồi đây quan sát và mới thấy được cái sự đau đớn cỡ nào, bởi vì là đau mồ hôi một kia mà phải ôm cái con gối này cả nhà. Nãy là chú ôm mà ôm cứ ngắt luôn á, ôm mà kiểu đau mà đau phải rên ra thành tiếng luôn mà trời. Cô ngồi đây luôn đi, nãy giờ chờ cô làm xong để con nói cái tin này cho cô chú mừng một xí ha. Thôi thì cũng đã lau vết thương xong ha, cô chú con ngồi đây nghe con chút nè. Cái hôm nay tụi con đến đó, là sau khi mà tụi con đến lần đầu tiên và có chia sẻ clip của hai cô chú, thì cũng có các cô chú mạnh thường quân có theo dõi clip của hai cô chú và có gửi đến tụi con một cái số tiền. Thì hôm nay con mang đến cho cô chú và mạnh thường quân cũng có dặn dò như thế này: cái tiền này là tiền để phẫu thuật, là mình để dành cho cái việc phẫu thuật sắp tới, chứ mình cũng là không phải là tiêu xài linh tinh. Con biết là cô còn có nhiều một thứ cần phải lo nữa, nhưng mà Mạnh Thường Quân cũng có dặn dò như vậy. Bây giờ thì Thu Uyên cũng sẽ đọc tên các cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi tiền giúp cho chú Vạn bị hoại tử chân, bị nó đúng hơn là gãy cổ xương đùi, đúng không chú ha? Yeah, yeah. Rồi, thứ nhất là có nhóm chị Nết Nguyễn ở Mỹ gửi cho chú 3 triệu. Thứ hai là có cô Tuyết Hà và con ở Mỹ gửi cho chú 100 đô. Mình đổi ra là 2.440.000. Và thứ ba là có cô Nguyễn Bích Hiền ở Đức gửi cho chú 1.250.000. Thứ tư là có chú Siêu Phan ở Mỹ gửi cho chú 200 đô. Mình đổi ra là 4.880.000. Và thứ năm là có anh Thanh ở Đức gửi cho chú 8 triệu. Tổng số tiền là 19.570.000. Thì đây con sẽ gửi cho chú ha. Mình cầm giúp con 1 triệu này, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu,
9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 19 triệu 500, 70 ngàn, 2, 3, 4, 5, 6, 70. Là tròn nha chú ha. Đây, con gửi chú đủ nha. À, cái tiền này là tiền mạnh thường quân chứ cũng không phải là tiền của tụi con. Thì à, chú có lời nào muốn gửi đến các khán giả xem kênh và ủng hộ chú bữa giờ không? Thật sự cầm số tiền này liệu ước ao từ đó giờ chú chưa khi nào mà cầm được như vậy. Chú khách qua lời những mạnh thường quân, những người đã đóng góp. Bây giờ cô cũng à, tụi con mà tới để cho chú tiền được đi mổ như vậy, đi khám bệnh như vậy, thì cô cũng cảm ơn trước là bà con ở trên Mạnh Quân, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều được giúp đỡ cho vợ chồng cô được một số tiền như vậy để lo bệnh cho chồng cô. Hai nữa là cô cảm ơn hai đứa con vì công lao cực khổ như vậy. Cô cũng rất mong hai đứa con sau này mình sẽ làm tốt, rồi bắt đầu mình sẽ được trời phạt cho mình một số tiền nữa là mình sẽ đi giúp đỡ bà con tiếp. Cô chỉ mong như vậy. Cô cũng là con á, con cũng bệnh tật rồi thôi. Có duyên biết đến kênh thì mình làm cầu nối này thì cũng mong là mình có thể giúp cái sức của mình, giúp được người nào thì hay từng đấy. Còn tiền bạc này là nhờ của Mạnh Thường Quân cả. Khán giả người ta xem người ta cũng ủng hộ. Thật sự là cũng rất là biết ơn nhiều cô chú anh chị bữa giờ xem clip của Thu Uyên á. Còn nhiều, mình còn rất là nhiều cái thiếu sót nữa thì cô chú anh chị cũng có góp ý đến kênh. Và cũng nói chung thì mình có duyên với nhau á cô. Tụi con làm được tới đâu thì tụi con làm. Còn sau này tụi con không hứa trước được điều gì cả. Thì như con có nói, chúc cô chú mình mạnh khỏe. Bây giờ thì mong là sắp tới là chú được mổ thôi. Mổ là đi lại được, chỉ cần đi lại được là được vì nó không phải ung thư. Bây giờ cái số tiền này thì cái này Mạnh Thường Quân giúp cho chú để mình có tiền mổ, thì chú cứ để dành lại. Rồi mình đi có bảo hiểm rồi á thì chú hãy quay lại bệnh viện, chú đi khám, rồi chú cho con biết là tình hình ra sao. Và thứ hai nữa là nhớ giữ gìn sức khỏe nha chú ha. Bây giờ thì clip này cũng đã khá là dài rồi. Thu Uyên cũng thay mặt gia đình rất là cảm ơn với các cô chú Mạnh Thường Quân. Bây giờ Thu Uyên cũng xin được tạm dừng clip này tại đây. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo.